theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 1 đến câu 16. Một hôm, nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang, nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động, vì thỉnh thoảng có thiên thần Chúa xuống hồ khuấy nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước thì dù mắc bệnh gì cũng được khỏi. Ở đó có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh ta sống trong tình trạng đó đã lâu thì nói: "Anh có muốn khỏi bệnh không?" Bệnh nhân đáp: "Thưa Ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó thì đã có người khác xuống mất rồi." Đức Giêsu bảo: "Anh hãy trỗi dậy, vác chổng mà đi." Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chổng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ khỏi bệnh: "Hôm nay là ngày Sa-bát, sao anh được phép vác chổng?" Nhưng anh đáp: "Chính người chữa cho tôi khỏi bệnh đã nói với tôi: anh hãy vác chổng mà đi." Họ hỏi anh: "Ai là người đã bảo anh vác chổng mà đi?" Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói: "Này anh, đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo phải khốn hơn trước." Anh ta đi nói với người Do Thái: "Đức Giêsu là người đã chữa cho anh khỏi bệnh." Do đó người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, tình trạng bí đát của người bất toại tại cửa chiên diễn ra năm này qua năm khác, cho thấy mặt trái của nơi linh thánh này. 38 năm với một đời người trong tình trạng lây lức, muốn tiến gần hơn đến hồ nước khi nước động để mong được chữa lành nhưng vẫn vô vọng, cho đến khi anh ta gặp Chúa Giêsu. Nhìn vào anh, chúng ta có thể hình dung ra thân phận bọt bèo hơn thế. Tin mừng cho biết có nhiều người đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó. Những người đau bệnh này ở đó và không ai quan tâm. Thời gian kéo dài 38 năm nơi người bất toại nói lên điều gì? Thời gian chờ đợi dai dẳng, thời gian sống lây lức của người bất toại nói cho chúng ta về tình trạng bí đát của anh và nhiều người khác. Họ cứ chờ hàng năm và vô vọng. Thời gian đó gợi cho chúng ta về thời gian chờ đợi Chúa Giêsu nơi những người tội lỗi trong mùa chay này. Có những người thật sự đã lâu không đụng chạm tới ơn thanh tẩy, ơn tha thứ. Họ chờ đợi một cơ hội, một mùa thống hối. Có khi họ chờ đợi cách thụ động, có khi không ai có thể giúp họ, ít ra là khuyên bảo họ, cho họ thấy ít ra họ có thể đụng chạm đến ơn tha thứ. Có nhiều lý do khiến tâm hồn người tội lỗi trở nên bất toại hoặc cách khác bất động. Như người bất toại kia đã 38 năm. Cứ mỗi lần nước động, anh ta muốn vượt qua 5 cái hành lang, và cứ mỗi lần nước động mà vượt qua cả 5 cái hành lang đó thì không thể. Các nhà chú giải nói 5 hành lang này là những rào cản về luật lệ, do luật của người Do Thái quá cứng nhắc, hoặc có thể do quan niệm về những người bệnh tật là những kẻ làm điều tội nên bị coi thường, khinh rẻ. Tội lỗi vốn đã làm cho con người trở nên mất nhạy cảm với thiêng liêng, từ đó dẫn tới việc e ngại hay thậm chí khép kín với những mời gọi hoán cải. Tội làm cho chúng ta dần dần tê liệt về mặt thiêng liêng, và từ từ người ta cũng đánh mất đi niềm hy vọng. Còn hy vọng thì còn cần tới ơn tha thứ. Mất hy vọng thì tội nhân trở nên bất cần, nên càng tội thì càng lây lức, càng tội thì càng cứng lòng. Gặp gỡ Chúa Giêsu là gặp gỡ đứng chữa lành,
Người là đấng làm cho chúng ta không những được tha thứ mà còn làm cho chúng ta được lành mạnh trong linh hồn. Lạy Chúa Giêsu, xin thương chạm đến chúng con để chúng con luôn được lành mạnh. Xin thương tha thứ cho chúng con vì chúng con là kẻ có tội. Xin thương xót chúng con. Amen.